vừa mua được giày tặng Tú này. Ừ, thế à? Ừ, tao vừa được nhận tháng lương đầu tiên từ việc đi chụp ảnh mẫu đấy. Mày sao thế? Sao không có sự tương tác gì cả? Chúc mừng mày nhá. Hay là bây giờ mình đi ăn gì đó đi. Tao mời mừng tháng lương đầu tiên của tao luôn. Đi. Đi nào. Ừ, tao biết rồi. Đi thôi. Hôm nay Linh muốn ăn gì nào? Tự nhiên tao thấy thèm cà phê quá. Mình đi uống cà phê đi. Ừ, cũng được. Miễn là mày thích. Ừ. Đi thôi. Cậu thấy không gian ở đây thế nào? Không gian yên tĩnh, thoải mái. Mà đồ uống cũng ngon nữa. Vậy thì từ giờ học xong ở trường thì mình ra đây ôn tập nhá. Ừ, cũng được. Cậu làm gì đấy? Tớ thích cậu. Cậu nói gì cơ?如果说你是海上的烟火，我是浪花的泡沫，某一刻你的光照亮了我。如果说你是遥远的星河，耀眼的让人想哭。我是追逐着你的眼眸，总在孤单时候眺望。夜空。Trong khoảng thời gian qua, cậu tìm cách tiếp cận tôi làm gì? Đúng, là trước đây tôi có tiếp cận cậu và tán cậu. Nhưng mà nó chỉ là lời cá cược thôi, tôi xin lỗi. Cậu không được đi. Nếu hôm nay cậu đi, cậu sẽ phải hối hận. Nếu mà hôm nay tôi không đi, đó mới là điều làm tôi hối hận đấy. Từ giờ mày dừng lại được chưa? Sao tao phải dừng lại? Mày cũng thấy rồi còn gì nữa. Thằng Tú nó chạy theo con Lê, chứ nó đâu có ở lại với mày đâu. Thế thì tao càng phải tiếp tục. Thứ gì tao không có, đừng hòng nó có. Mày phải giúp tao thêm nữa. Tao sẽ không giúp mày thêm bất kỳ một điều gì hết đâu. Sao? Mày đã quên con Lê làm gì với mày rồi à? Mày thôi đi, tao biết hết sự thật rồi. Mày đang hả hê lắm nhở? Hả hê cái gì? Đừng có giả tạo ra đi. Chắc mày đang sung sướng lắm bởi vì tao bị đuổi khỏi công ty đúng không? Chuyện đấy thì có gì mà phải sung sướng chứ. Thế thì mày đến đây làm gì?
cái gì đây? Đây là cái thẻ nhớ. Trong này có mấy bộ ảnh ngày trước tôi chụp cho bà ấy. Hôm qua rảnh nên là tôi dở lại để xem. Thấy cũng đẹp nên là tôi ngồi tôi chỉnh lại ấy. Tôi nghĩ là bà sẽ cần nó đấy. Cảm ơn. Mà bà có muốn quay lại công ty không? Sao ông lại hỏi thế? Bởi vì mấy hôm nay ấy, Lê toàn xin cho bà làm những dự án sắp tới thôi. Lê không biết được là ngày xưa bà cũng làm ở công ty. Thật ra thì anh Đông cũng rất là quý bà. Anh ấy quý những cái tài năng và những cái gì bà có ấy. Chẳng qua là chả ai chịu được cái tính của bà cả. Nếu bà thay đổi được cái tính đấy thì tôi với Lê sẽ giúp được bà quay trở lại đấy. Thật đó? Ừ. Con Lê nó chả có lỗi gì cả. Tao bị đuổi một phần cũng là do tao. Vậy nên tao chả có lý do gì để tiếp tục giúp mày cả. Thế tại sao mày vẫn giúp tao dẫn con Lê đến đây? Vì tao muốn thử. Thử gì? Thử xem tình cảm của thằng Tú với con Lê thật sự là như thế nào. Biết đâu vì cái âm mưu của mày mà chúng nó hiểu nhau thêm thì sao? Với cả cái gì không phải là của mình thì sẽ mãi mãi không bao giờ là của mình. Dù có cố gắng đến mấy thì một ngày nó cũng sẽ tuột mất thôi. Vậy nên hãy cứ buông đi. Nếu nó là của mình thì một ngày nó sẽ quay trở về với mình thôi. Lê! Lê ơi! Mày có sao không? Mày có sao không? Mày tránh ra! Mày có sao không? Chân thế nào rồi? Để tao xem cho. Tao không sao. Chuyện vừa nãy không như mày nghĩ đâu. Tao không quan tâm, mày không cần phải giải thích. Thế sao mày lại bỏ chạy rồi khóc lóc nữa? Tao về đây. Lê ơi. Mấy hôm trước thằng Lâm thằng Dũng nói với tao là tao thích mày, nhưng mà tao không tin. Đúng là khi không gặp mày, tao cảm thấy nhớ. Không được nói chuyện với mày, tao cảm thấy khó chịu. Khi mà mày đi chơi với người con trai khác, tao cảm thấy bực mình, tức điên lên. Tao đã nghĩ là do tao chơi thân với mày từ nhỏ nên mới có những cảm xúc như vậy. Nhưng hôm nay, khi mày hiểu nhầm tao, tao đã cảm thấy lo sợ và trống rỗng. Cái cảm giác mà khi mày rời xa tao, nó còn hơn cả khó chịu, hơn cả bực mình, hơn cả tức điên lên. Giờ thì tao tin rồi. Tao thích. Nặng không? Nặng chứ sao không nặng? Mày lại chê tao béo như lợn chứ gì? Không, không phải như thế. Tao cõng cả thế giới của tao ở trên lưng, theo mày thì có nặng không? Thằng chó này. Không. Mày lại đánh tao vì cái tội xén xúa. Thì tao thấy thằng Dũng nói với con Hảo như thế thì tao bắt chước theo thôi. Toàn bắt chước mấy cái linh tinh. Mà thôi, mày để tao xuống tự đi nhá. Chân tao chắc cũng đỡ đau rồi. Không được, mày ngồi yên đấy đi, để cho tao cõng. À, mà
tao có một thắc mắc muốn hỏi mày. Gì? Sao mày chơi bản tù tí ngu thế? Tao toàn thắng mày thôi. Không phải là do tao ngu, là do mày chơi giỏi thôi. Thật á? Ừ. Nhưng mà sao tao chơi trên lớp ấy, tao toàn thua chúng nó thôi. Thật ra cứ chơi bản tù tí mày toàn ra kéo, nhưng trước giờ tao toàn ra lá để giả vờ thua mà đèo mày đi học thôi. Thằng ngốc ạ. Mà mày bám chặt vào đi, tao chạy đi nhá. Này. Wow. Uầy, đúng là nó rồi này. Quên mất. Cảm ơn bà nhá. Mà bà thấy nó đâu đấy? À, con Ngọc bạn thân ông ấy, thuê người ăn trộm rồi đổi tội cho cái Lê đấy. Ơ, sao lại thấy được? Ông không nghe người ta nói trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra à? Ai... Mà ông không tin thì đi mà hỏi nó đi. Hỏi xong ấy thì cho nó một trận nhá. Con gái gì mà mưu mô xảo quyệt. Mà Linh này. Ừ? Cái chuyện này ấy, bà giữ kín hộ tôi được không? Ông bị điên à? Tôi còn đang định lên báo cáo thầy đây này. Lớp mình ấy không thể có những cái thành phần như thế này được. Thật ra thì tôi nghĩ cũng không phải là như thế đâu. Tôi chơi thân với Ngọc mà, tôi hiểu Ngọc như thế nào. Ông còn bênh nó được nữa à? Nhớ, bà tin tôi một lần này thôi, đúng lần thôi. À, có gì tôi sẽ nói chuyện với Ngọc. Ngọc không phải người như bà nghĩ đâu. Thôi được rồi. Cảm ơn nhá. À mà này. Hả? Hình như ông thích cái Lê nhà tôi đúng không? Hâm à? Tôi có thích Lê đâu. Tôi với Lê chỉ là bạn thôi. Thật á? Thật. Mà tôi còn có một bí mật nữa đấy. Hả? Là gì? Tôi tiếp cận với Lê ấy là bởi vì tôi tán bà đấy. Này, đừng có đùa cái kiểu đấy nhá. Này, chờ tí.